mà không biết, có sen mà không biết. Ai có biết thì giơ tay thì coi. Có bạn bạn bác đưa ra cái chủ đề đó là bảo vệ nước và không khí. Ai có ý kiến khác? Chúng ta và bạn nào trả lời đúng thì chúng ta sẽ được một phần quà. Rồi xin mời bạn Hiếu. Đó là đáp án chính xác. Chủ đề của cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2010 diễn ra tại Nha Trang ở Việt Nam đó, năm 2010 đó là chủ đề về nước thôi. Có nghĩa là trong năm 2010 thì nước là một cái chủ đề rất là quan trọng đối với cả thế giới. Và ngày hôm nay trường chúng ta cũng sẽ tham gia một cái sự kiện rất là quan trọng. Đó là một cái phương pháp học tập mới, đó là phương pháp học tập dựa trên dự án, đó là PBL. Thì ngày hôm nay là buổi đầu tiên mà các thầy cô sẽ giới thiệu cho chúng ta xem chúng ta học như thế nào, học theo PBL như thế nào. Và từ đó ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ lựa chọn ra một nhóm các bạn sẽ tham gia vào một cái dự án cũng là nước ở trường chúng ta. Và dự án này chúng ta sẽ học tập bắt đầu từ ngày hôm nay, kéo dài đến khoảng gần tháng 3 thì chúng ta sẽ kết thúc. Và chúng ta sẽ có những sản phẩm nhất định và chính các bạn sẽ tạo ra những sản phẩm đó. Bây giờ chúng ta sẽ được xem lại một đoạn phim mà các bạn lớp 8A3 đã giành được giải nhất trong cái đợt thi gì? Nước mặt sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cho một tràng tay lại cho lớp 8A3. Đi xem phim thì chúng ta lưu ý theo dõi kỹ những chi tiết, bởi vì chút xíu nữa các bạn nào trả lời đúng những chi tiết đó sẽ có nhận được cái phần quà rất là hấp dẫn. Đó chỉ là một cái phần giới thiệu rất là ngắn để chúng ta hình dung được thế nào là cái chủ đề của mình ngày hôm nay. Và tiếp ngay sau cái clip này, chúng ta sẽ được tham gia một cái trò chơi ô chữ. Và như hồi nãy thầy có nói là nếu như bạn nào trả lời đúng những câu hỏi trong cái trò chơi ô chữ này thì chúng ta sẽ có được những phần quà rất là hấp dẫn. Rồi trước khi mà chúng ta bước vào trò chơi ô chữ thì thầy sẽ trao một phần quà đầu tiên cho một bạn đã trả lời đúng cái chủ đề của cuộc thi Hoa hậu trái đất. Xin mời bạn Hiếu lớp 11 ở đây.